Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Tuấn Anh. Thì trong video ngày hôm nay, Tuấn Anh sẽ cập nhật lại tất cả các phiên bản và tất cả các mã màu của dòng xe Vespa Spring tại thị trường Việt Nam trong giữa năm 2023. Theo thông lệ của Vespa thì mỗi năm giữa năm thì họ sẽ ra một số màu mới, và một số màu đó là sẽ sản xuất hàng loạt cho đến giữa năm sau luôn á mọi người. Và những cái màu sắc đó là những cái màu sắc chính của dòng xe Vespa luôn. Thì hôm nay Tuấn Anh sẽ cập nhật lại tất cả các màu sắc, giá bán cũng như là phiên bản của dòng xe Vespa Spring tại thị trường Việt Nam cho tất cả các bạn mình đang dự định mua xe Vespa, mình có thể có một cái video để mình tham khảo. Rồi, thì hiện tại Tuấn Anh vẫn đang là nhân viên bán hàng tại cửa hàng Piaggio Moto miền Nam. Thì khu vực Tuấn Anh đứng đây là tại số 52 Tô Ký, phường Đông Hương Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, và một showroom nữa nằm ở 369 đường Nguyễn Sơn, phường Phú Hạnh, quận Tân Phú. Nếu các bạn có nhu cầu tìm hiểu hoặc mua những dòng xe Vespa Piaggio thì có thể liên hệ với số Tuấn Anh ở trên góc. Tuấn Anh luôn có những cái ưu đãi đặc biệt cho khách hàng xem kênh YouTube của Tuấn Anh. Bây giờ thì vào video chính ngày hôm nay ha. Rồi, hiện tại ở thị trường Việt Nam của chúng ta thì Vespa Spring sẽ có hai phiên bản phân khối là 125 phân khối và 150 phân khối. Đối với phiên bản 125, hiện tại chúng ta sẽ có 3 mẫu xe. Đầu tiên sẽ là Vespa Spring 125 phiên bản tiêu chuẩn. Thì ở đây Tuấn Anh sẽ có một số đại diện màu như là màu đỏ cherry ha mọi người. Đỏ cherry năm nay cái mã màu nhìn vào nó sẽ đậm hơn so với đỏ cherry ở năm ngoái, và tên của nó năm nay không còn là Red Delicato nữa mọi người, nó đã đổi tên rồi, nhưng mà vẫn là màu đỏ. Nhưng mà mã màu đỏ này sẽ đậm, nhìn thì thấy nó sẽ đậm hơn năm ngoái một xíu ha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có một đại diện cho phiên bản tiêu chuẩn là màu đỏ cherry, hai là màu xanh. Rồi, đó, màu phiên bản 125 thì chúng ta sẽ còn có là màu vàng với màu xám xi măng nữa mọi người. Đó là bốn màu của phiên bản tiêu chuẩn của năm 2023. Thì giá hiện tại đang niêm yết của mẫu xe này là 82.500.000, chưa bao gồm chi phí đăng ký biển số. Rồi, tiếp theo 125 chúng ta sẽ có phiên bản thể thao. Phiên bản thể thao thì rất nhiều màu sắc để mọi người có thể lựa chọn luôn. Thì đứng đây Tuấn Anh sẽ có màu xanh quân đội, đen nhám. Dưới đây Tuấn Anh sẽ có trắng nè, cam nè, xanh dương nè, và màu xám nhám. Màu này là một mã màu mới vừa ra mắt. Tuấn Anh cũng đã có một video giới thiệu về màu sắc này rồi. Màu này ra khoảng cuối tháng 4 ha mọi người. Đó, hiện tại thì phiên bản thể thao nó sẽ có 6 màu sắc để mọi người có thể lựa chọn, và giá hiện tại của mẫu xe này là 84.800.000, chưa bao gồm chi phí đăng ký biển số. Và phân khối 125, chúng ta sẽ còn một phiên bản nữa là phiên bản đặc biệt là mẫu Vespa Spring TFT. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có hai màu là màu đen nhám và màu nâu đồng, hiện tại Tuấn Anh đang có sẵn ở showroom luôn, nhưng mà tại khu vực này là khu vực trưng bày của xe Spring bình thường mọi người, đồng hồ kim ha. Thì Spring mà tiếp theo 125 thì giá hiện tại là 98.400.000, chưa bao gồm chi phí đăng ký biển số, với hai mã màu Tuấn Anh vừa kể trên. Đó là tất cả những cái màu sắc và những cái phiên bản của mẫu Vespa Spring 125 ở thời điểm tháng 5 2023. Tiếp theo chúng ta sẽ có phân khối 150. 150 thì cũng có rất nhiều màu sắc để các bạn có thể lựa chọn. Nếu các bạn yêu thích một cái động cơ mạnh mẽ, muốn trải nghiệm một cái động cơ mạnh mẽ hơn so với 125 thì các bạn có thể lựa chọn 150. 150 thì chúng ta sẽ có một số màu quen thuộc của phiên bản thể thao 125 là màu xanh quân đội nè, màu đen nhám, màu trắng, màu cam và màu xám nhám ha. Rồi, 150 của phiên bản đồng hồ kim thì hiện tại đang có giá là 97.800.000, chưa bao gồm chi phí đăng ký biển số. Và 150 chúng ta cũng sẽ có phiên bản TFT thì cũng với hai màu sắc là màu nâu và màu đen, thì giá hiện tại của 150 là 110.000.000, chưa bao gồm chi phí đăng ký biển số. Đó là Tuấn Anh vừa cập nhật cho mọi người lại tất cả những cái màu sắc zin, những màu sắc nguyên bản của Vespa làm ra cho dòng xe Vespa Spring tại thị trường Việt Nam trong năm 2023 và giá bán, để các bạn có thể có một cái nhìn tổng quan để mình có thể lựa chọn cho mình một cái con xe ưng ý. Thì ngoài những màu sắc này ra thì những cái màu sắc còn lại là màu sắc được sơn lại ha. Thì bên Tuấn Anh vẫn có nhận cái dịch vụ đó cho các bạn. Nếu các bạn có một cái ý tưởng nào đó hay là một cái màu sắc nào đó muốn đưa lên cái con xe Vespa của mình thì có thể liên hệ Tuấn Anh để Tuấn Anh có thể hỗ trợ các bạn ha. Rồi, thì video này ngắn hơn mọi người, nhưng mà mang đến cho mọi người đầy đủ những cái kiến thức để mọi người có thể lựa chọn cái mẫu xe Vespa Spring trong thời điểm giữa năm 2023. Nếu như các bạn có nhu cầu mua xe thì đừng quên liên hệ với Tuấn Anh, số điện thoại trên góc. Và Tuấn Anh luôn luôn có những cái ưu đãi rất là hot
dành cho tất cả khách hàng, liên hệ qua số Zalo hoặc là gọi điện thoại trực tiếp cho Tuấn Anh ha. Rồi, nếu các bạn thấy video này hay, có thể để lại một like video, một subscribe để tiếp tục ủng hộ kênh của Tuấn Anh ha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.